những anh hùng bị xếp sai mức rank trong One Punch Man. Ngoài đường đông đúc bụi bặm, thôi thì anh em mình ở nhà làm vài trận rank anh em nhỉ? Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Đây là những câu thơ như là tiên đoán trước thời thế của nhà thơ tự hiệu Bạch Vân Cư Sĩ. Người xưa quả là nhìn xa trăm dặm anh em nhỉ. Năm nay chị Covid đi tuần khắp nơi, anh em ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, rửa tay các thứ. Mà tóm lại là ra ngoài càng ít càng tốt. Thời thế lúc này ở chỗ nào vắng vắng nó lại an toàn hơn những nơi đông đúc náo nhiệt phồn hoa. Mà tôi ở nhà leo rank cũng là yêu nước đó. Nghĩ là vui mà méo vui anh em ạ. Leo rank gì đâu mà toàn gặp lạc rank không các ông ạ. Hôm thì thách đấu xuống bạc đoàn đánh cho vui, hôm thì cày thuê mua ạc hay loạn sinh âu cả lên, là vài ván game giải trí mà stress vãi đầu cắt moi luôn mấy ông ạ. Trong One Punch Man thì cũng có những trường hợp lạc rank sai vị trí xếp loại của những anh hùng. Người siêu siêu mạnh lại rank thấp, kẻ phế vật ăn hên ngồi rồi lại rank cao. Đúng là chả hiểu kiểu gì. Việc xếp sai vị trí trong One Punch Man một phần là do sự sai sót của tổ chức hiệp hội anh hùng, nhưng đồng thời cũng một phần là do một số anh hùng không thích lên vị trí cao. Thì tránh làm mất thời gian của mấy anh em, chúng ta vào chủ đề chính ngày hôm nay, top những anh hùng bị xếp sai vị trí trong One Punch Man. Lưu ý, video này đánh giá xếp loại mức rank của anh hùng dựa trên sức mạnh của họ và chủ yếu là ý kiến cá nhân của tôi. Anh em nếu thấy thiếu sót chỗ nào thì comment phía dưới nhé. Một, tài xế thầm lặng. Chăm chỉ, tốt bụng, cống hiến và hy sinh là bốn cụm từ mà tôi dành riêng cho M4U, thánh xe đạp, nhưng sức mạnh của anh ấy quá yếu. So với rank C top 13 Hồ Ba Lỗ thì anh ấy còn yếu hơn. Vậy nên tôi nghĩ rằng thực lực của anh chàng này chưa đủ tầm để đứng ở top 1 rank C. Việc xếp anh tài xế ở mức rank này của Hiệp hội Anh hùng cũng khá dễ hiểu, bởi họ không chỉ đánh giá dựa theo mức độ sức mạnh của anh hùng đó mà còn ở sự tích cực, chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vậy nên tài xế thầm lặng học trò cưng của thầy Huấn lấy phương châm cần cù bù siêng năng, mấy cái loại ngủ quá giờ trưa méo bao giờ giàu được đâu. Skill của anh xe đạp cũng khá đa dạng với một vài chiêu cơ bản như xe đạp bay. Một kỹ thuật quăng xe đạp vào mặt đối phương anh tài thì đã dùng skill này để đánh bại anh cá ship đỏ. Cú đấm công lý, một tuyệt chiêu mạnh mẽ với cách hét thật to như mấy anh tóc vàng nào đó và tung nắm đấm vào mặt đối phương, skill này thì cũng dùng để đập anh cá ship đỏ. Tôi kể cho ngầu vậy thôi, chứ thánh xe đạp không phải men chính nên hét to thế nào thì vẫn bị quái vật cấp quỷ bón hành cho ăn thôi. Nếu người bạn học chung ngày xưa sai chọc không đến kịp, có lẽ anh đã được ngắm đít gà và ăn cơm chấm muối. Mấy skill trên tôi tự nghĩ tên thôi, chứ chuyện không đề cập đến skill của tài xế thầm lặng đâu nha anh em. Tuy xe đạp ốm yếu là thế, nhưng fan của anh ấy trong chuyện cũng rất đông, không như anh chọc nhà ta. 2. Snake. Một anh hùng với màn xuất hiện khá là hổ báo cáo trồn, anh chàng Seiko phiên bản người lớn này với pha gáy khét lẹt, với bộ môn xà quyền điêu luyện đem khè anh chọc nào đó không nhớ tên. Nhưng anh rắn quên không make up lại nhân phẩm, ma cũ khè ma mới, mà ma mới nó là boss hóa hình. Muốn dạy dỗ đàn em mà méo biết đàn em là ông trùm thành phố ma. Cái kết thì chả biết ông đàn em hệ one hit làm gì mà võ sư xà quyền răng môi lẫn lộn, bà má nhận không ra. Với quan điểm cá nhân của mình thì cơ bản Snake thật sự chưa có nhiều đất diễn. Đã vậy, mỗi khi anh được diễn lại là bị ăn hành một cách chóng vánh. Nhanh chóng răng rụng, mắt thâm, môi bầm. Nếu so sánh với rank 1 cấp B là Fubuki thì anh chàng này hoàn toàn không thể đứng ở rank A. Tuy nhiên, Snake vẫn là một anh hùng tốt bụng, bởi lúc ở võ đài, khi mà Goketsu dẫn đám đệ của mình tấn công các đấu sĩ thì Snake tuy biết mình yếu hơn đối phương rất nhiều, nhưng anh vẫn ở lại để bảo vệ dân chúng và thánh thể hiện sự Ryu. Và tâm lý tinh thần công lý của anh cũng rất vững chắc. Bằng chứng là anh đã không chơi đồ khi bị anh Goketsu dụ dỗ. Tuy nhiên, mình tin rằng anh ta sẽ được tác giả bắp trong tương lai không xa để xứng đáng với một anh hùng ở vị trí rank A. 3. Fubuki. Cô em này thì anh em chắc ai cũng biết, cũng quan tâm nhất là hai quả tâm hồn căng tròn, mềm mại sau lớp váy dài của em. Mệnh danh là bão tuyết địa ngục. Quả thực, sức mạnh của em này cũng không phải dạng vừa. Trong giới anh hùng thì cũng chỉ có hai chị em cô là sở hữu sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh mà cô sở hữu đã khiến cô đứng đầu trong lớp B, quả thực nó rất mạnh. Có thể nói rằng trong giới tâm linh, cô mà đứng thứ hai thì chắc chắn chị cô đứng đầu. Tôi đùa vậy thôi, nhưng những gì cô làm được chắc chắn vượt qua lớp B. Và cô thậm chí còn mạnh hơn một vài nhân vật của lớp A như Genji, Sấm Sét hay là Bi Vàng và cả thanh niên xà quyền Snake. Cô cũng là một trong ít những anh hùng đã được giao lưu vài đường cơ bản với Thánh Sai. Vì cuồng thánh chọc quá
mà cô em sexy này đã tìm đến tận nhà thánh để chiêu mộ. Với những gì mà Fubuki đã thể hiện, sức mạnh của cô hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn của lớp A. Nếu tôi không nói quá lên thì chí ít cô cũng lọt trong top 5 anh hùng đứng đầu của lớp A. Và cô chắc chắn chỉ thua hạng một rank A là mặt nạ mật. Còn đối với các anh hùng đứng đầu của lớp A khác thì cũng là 1-9-1-10. Khả năng phòng thủ của cô cũng rất đáng nể. Minh chứng là việc cô có thể tạo ra một lớp chắn đủ bền để bảo vệ cô và hai lão giả đổ đốn bang bom khỏi bom năng lượng của chó ngáo Rover. Việc hiệp hội xếp cô vào lớp B do có lẽ đã có vấn đề đối với các máy đo sức mạnh sau khi bị thằng cha hói phá hỏng hết. Bốn, mặt nạ mật. Đẹp trai, mạnh mẽ, hào hoa là ba cụm từ mà rank A hạng 1 mặt nạ mật sở hữu. Đúng vậy, anh ta là một anh hùng chuẩn soái ca, hát hay, lãng tử với biết bao sky cổ vũ bên dưới. Hơn nữa, anh ta không uống trà xanh. Mặt nạ mật rất mạnh. Trong truyện gốc của tác giả One đã tiết lộ thân phận thật sự của anh là một con quái vật mang sức mạnh được đánh giá là thảm họa cấp Dragon. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng đủ đánh giá anh ta ở lớp S. Mặt nạ mật còn là kẻ cực kỳ máu lạnh. Anh ta có thể na ná giống với chó đỏ Akainu bên One Piece khi anh ta cũng mang trong mình một suy nghĩ gắn liền với cái gọi là công lý tuyệt đối. Chàng ca sĩ này sẽ ra tay giết chết quái vật không một chút thương xót. Thậm chí anh ta còn có hiềm khích với Zombie Man khi anh ấy nghĩ rằng anh xác sống không khác gì một con quái vật và không xứng đáng làm anh hùng. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Đối với mình, mặt nạ mật còn mạnh hơn một vài anh hùng cấp S khác như áo ba lỗ, Puri Puri và có thể gần ngang hàng với Genos. Một kẻ đầy tự hào và có một niềm kiêu hãnh mãnh liệt như anh mật, rồi cũng phải nói, toang rồi bu em ạ. Đó là khi anh ta gặp tên cục trưởng xấu xí, một chỉ huy cao cấp của Hiệp hội Quái vật. Phần cảnh anh mật bị bán hành và phải cầu cứu các anh hùng khác là minh chứng cho thấy sức bền của anh ta khi liên tục bị tên lồi rốn kia và không trượt phát nào. Vị trí xứng đáng nhất của anh trong Hiệp hội Anh hùng phải là cấp S. Đối với trường hợp của anh ca sĩ này, việc anh bị đánh giá sai vị trí trong hiệp hội đó chính là vì anh muốn làm kẻ gác cổng chặn ranks các anh hùng khác. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào yếu hơn mình vượt lên lớp S. Đây cũng là một điều khá hay đối với anh hùng soái ca này phải không nào? 5. King Đại Đế. Đẹp trai, mạnh mẽ, hào hoa là những từ tôi muốn nói về mặt nạ mật. Còn về King thì sẽ là mạnh và ngầu. Đúng vậy, anh ta rất mạnh. Là người sở hữu hai loại năng lực mạnh nhất truyện. Đó là Haki Gió Vương và Triệu Hồi Chi Thuật. Độ ngầu thì khỏi phải bàn nha anh em. Động cơ King vang lên là lũ quái vật lại nườm nướp lo sợ, liệu thân mà rút lui. Ánh mắt thần thái khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ, ớn lạnh. Anh ta còn chấp thánh chọc đi với hai ngón tay mà vẫn thắng cơ mà. Thế nhưng đáng tiếc, nhân phẩm của King đã đè bẹp sức mạnh của anh, bởi vốn dĩ anh chả có tí sức mạnh nào hết. Dùng hai ngón tay để chiến thắng thánh chọc ở trong game khiến thánh nhà ta tức ói máu. King được sinh ra vào tuyết người không làm nhưng vẫn có ăn. Tất cả thành tích trước giờ của anh ta vốn dĩ đều thuộc về thánh sai. Nếu như người dân không đồn ầm lên về King, một Weeper tích lũy nhân phẩm cả đời, sức mạnh của anh ta trước giờ có thể nói, trước giờ giống như lời đồn về người yêu cũ của bạn vậy. Chúng thì không có thật. Rank S top 7 hoàn toàn không phù hợp với King. Nói về tính cách, thánh ngầu không đủ can đảm để đối đầu với đám quái vật dù là cấp sói hay hổ, cũng không chăm chỉ tích cực thăm ngàn như tài xế thầm lặng. Vậy đó các bạn, không có lý do gì để King có thể ở rank S. Thanh niên vô công rồi nghề với biệt tài, chơi game hay hơn chơi gái, xếp đúng với vị trí xứng đáng trong hiệp hội thì anh chỉ đứng chót rank C. Thậm chí không nói quá, King còn không xứng đáng để làm một anh hùng. Danh tiếng và nhân phẩm vô cực là yếu tố giúp King sống sót trong thế giới đầy khắc nghiệt, khó ở như One Punch Man. 6. Boss chọc Saitama. Đây rồi, người hùng lạc ranh với câu châm ngôn làm anh hùng cho vui Saitama, nhân vật đã làm bao anh em thụt mút bởi những pha quay xe đẳng cấp của tác giả. Trong cuộc thi tuyển chọn anh hùng của hiệp hội, thánh chọc đã phá đảo tất cả các bài thi về thể lực. Thánh sai đã làm cho khán giả há hốc mồm, trợn mắt nhìn vì những thiết bị đo thể lực đều bị anh chọc phá hư phá hỏng. Vậy mà cuối cùng, anh chọc lại một lần nữa làm cho các khán giả lần đầu coi phim cũng phải trợn mắt há mồm vì mức rank của anh chỉ ở lớp C. Điều này tưởng thuyết phục nhưng lại rất vô lý. Thứ nhất, chính hiệp hội anh hùng cũng ngạc nhiên và bất ngờ đối với kỷ lục của thánh sai. Thứ hai, tác giả vẫn chưa tiết lộ việc thánh sai đã viết gì trong bài thi lý thuyết mà lại không được chấm bất kỳ một điểm nào.
có thể là những câu như: tôi làm anh hùng cho vui thôi, tôi tham gia hiệp hội để nổi tiếng hơn. Các bạn nghĩ anh Sai đã viết gì thì hãy comment bên dưới để cho mình biết với nhé. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ rank 1 Blast có sức mạnh khủng như nào, nên nếu xếp Sai vào một vị trí trong hiệp hội, đó sẽ là rank 2 cấp S. Có thể nói rằng anh Chọc đã giết vô số quái vật, trong đó có những siêu quái thực sự rất mạnh như Kabuto, Sea King, Buros, Orochi. Chừng đó thôi cũng đủ anh Chọc leo một mạch lên cấp S nếu như hiệp hội công nhận sức mạnh của anh. Nhưng người xưa có câu: hay không bằng hên, phế vật cũng còn hơn nhọ nồi. Anh Sai có thể nói là quá nhọ khi mọi công lao của anh luôn bị bác bỏ và cho rằng anh ăn hôi từ những anh hùng khác. Người dân thì cho rằng anh là thằng rừng phế vật, KS mạng là giỏi, tìm chết hết rồi mới đến. Còn những chiến tích khác thì không được ai nhìn thấy. Sai là biểu hiện rõ nhất của câu nói: 3 năm cuốc ruộng không bằng một cuốc thấy vàng. Tập luyện 3 năm cũng không bằng một ông gamer ba sẹo nào đó ngồi chơi xơi nước, ăn may lấy tiếng. Ok, vậy là đã đủ 6 người trong danh sách xếp Sai vị trí rồi phải không? Anh em còn biết ai nữa thì bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!